Hãy tả lại một cảnh sinh hoạt của gia đình em vào một buổi tối. Ghi đề bài cho cô. Ở cái đề này thì cô sẽ hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn cái đề vừa nãy, tại vì cái đề vừa nãy nó rất là dễ. Rồi ghi đề bài tiếp cho cô đó là hãy tả lại cảnh sinh. Ở trong cái đề này chúng ta cũng đã xác định được thời gian không gian cụ thể chưa? Rồi đúng không? Đó là thời gian đó là vào buổi tối đúng không nào? Và không gian thì đó là ở trong gia đình của em đúng chưa? Vậy thì đầu tiên vào phần mở bài. Đối với cái đề bài này, mở bài chúng ta cần đó là gì? Giới thiệu khái quát về gia đình em. Giới thiệu khái quát về gia đình em. À vậy thì giới thiệu khái quát về gia đình em là giới thiệu cái gì? Có thể đó là giới thiệu về số lượng thành viên ở trong gia đình mình này, đúng chưa? Nhà bạn nào có bố mẹ, có anh chị em thì có số lượng là bao nhiêu thì các bạn có thể giới thiệu vào. Ví dụ như gia đình em gồm có 4 thành viên, gồm có bố mẹ em và em trai của em. Hay là gia đình em gồm có 6 thành viên, bố mẹ, ông bà và hai chị em của em, được chưa? Vậy là 6 thành viên đúng không nào? Đúng chưa? Vậy thì ở trong phần này cô có thể gợi ý các bạn giới thiệu vào cái phần mở bài như sau. Gia đình em gồm có 4 thành viên đó là bố mẹ, anh trai em và bố mẹ em thì là viên chức nhà nước, còn hai anh em thì đều đang là học sinh. Và bắt đầu một ngày thì mọi người đều rời khỏi nhà, sau đó đến tối mới lại được sum họp sinh hoạt cùng gia đình rất là đầm ấm. Vậy thì đó là cái phần giới thiệu một cách khái quát nhất về gia đình của mình, được chưa nào? Ngoài giới thiệu được cái số lượng thành viên trong gia đình mình rồi, còn giới thiệu được cả cái nghề nghiệp của các thành viên nữa, đúng chưa nào? Chỉ với một đoạn văn rất là ngắn, chúng ta có thể giới thiệu được à thành viên trong gia đình mình với số lượng là 4 người. Giới thiệu được nghề nghiệp của bố mẹ đó là đều là viên chức và nghề nghiệp của anh chị em trong gia đình đó là cả hai anh em, cả hai chị em đang là học sinh, đúng chưa nào? Rồi và cái hoạt động của mọi người trong gia đình đó là gì? Mới chỉ có sáng ra thì mọi người đều bắt đầu cho những cái ngày mới với những cái hoạt động riêng của mình. Bố mẹ thì đi làm, các con thì đi học đúng không? Và phải đến tối thì mới lại trở về nhà gặp gỡ nhau và sum vầy bên cái mâm cơm chẳng hạn, được chưa? Vậy thì đó chính là cái phần giới thiệu khái quát về gia đình em, các bạn ghi cho cô. Rồi, vậy thì đó là phần đầu tiên, phần mở bài nhá. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi vào đến phần chính của bài, đó là phần thân bài, đúng không nào? Vậy thì vẫn theo đúng cái mô típ chung, đó là chúng ta sẽ phải miêu tả từ xa về gần, từ bao quát cho đến cụ thể, đúng không nào? Đúng chưa? Vậy thì đối với cái đề bài đó là miêu tả cái cảnh sum họp của gia đình em vào một cái buổi tối, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ phải miêu tả cái bao quát như thế nào? Thì đầu tiên đó chính là tả cái bầu không khí chung của gia đình. Đi cho cô. Thứ nhất trong phần thân bài đó chính là tả bầu không khí chung của gia đình. Và thứ hai đó là tả cái bữa cơm sum họp của gia đình. Sau khi tả cái bầu không khí chung rồi thì chúng ta đi vào tả chi tiết, được chưa nào? Tả cái bữa cơm sum họp của gia đình đó, nó cụ thể, nó chi tiết về về đồ ăn ở trong bữa cơm này, về các món này và bữa cơm đó do ai nấu này, do ai đảm nhiệm này và các món ở trong bữa ăn đó như thế nào này, rồi là cái thái độ, cái câu chuyện của mỗi người ở trong bữa ăn là gì, bố nói chuyện gì, mẹ nói chuyện gì và các bạn thì nói cái gì. Rồi đồ ăn ở trong bữa ăn đó như thế nào, các bạn có thể miêu tả trực tiếp, miêu tả cụ thể chi tiết, được chưa nào? Rồi, cái thứ ba ở trong phần thân bài các bạn cần phải làm được giống như vừa nãy miêu tả cái quang cảnh sân trường giờ ra chơi thì chúng ta cũng có một ý đó là sau giờ ra chơi thì các bạn làm gì, đúng không? Vậy thì ở đây cũng vậy. Vậy thì sau bữa cơm gia đình thì mọi người làm gì? Đó là một cái ý nữa ở trong phần thân bài. Rồi, vậy thì đầu tiên tả cái bầu không khí chung của gia đình thì cô có thể hướng dẫn các bạn tả như sau. À, đông về những cơn gió se lạnh nhưng lại làm người ta cảm thấy dễ chịu thoải mái. Ngoài trời dù mưa lất phất nhưng trong mỗi gia đình lại là khung cảnh ấm cúng hơn bao giờ hết. Ấm cúng hơn bao giờ hết. Được chưa nào? Vậy thì đây chính là cái miêu tả tả cái bầu không khí chung của gia đình, đó là cái bầu không khí đầm ấm ấm cúng của mỗi gia đình, đúng không nào? Đúng chưa? Vậy thì đây chính là cái cách miêu tả không khí chung. Các bạn ghi cho cô trước chưa? Rồi tiếp tục. Vậy thì ở trong cái phần thân bài này, cô hướng dẫn đó là gồm có 3 ý lớn, đúng không nào? Ý đầu tiên đó là tả cái bầu không khí chung và sau đó là tả vào cụ thể, vào chi tiết và sau cùng đó là cái cảnh gia đình sau bữa cơm, đúng không?
Đúng chưa? Vậy thì ở đây cô mới hướng dẫn các bạn trong một cái phần. Phần đầu tiên đó là tả bầu không khí chung của gia đình. Còn cái phần chính của phần thân bài đó là tả bữa cơm sum họp gia đình một cách cụ thể, một cách chi tiết nhất. Vậy thì trong phần này chúng ta sẽ tập trung vào những ý nào? Các bạn phải nói được đó là gì? À, gia đình nhà mình hoặc gia đình em thường thường sử dụng bữa tối vào lúc mấy giờ, đúng nào? Và ai là người phụ trách, ai là người cái đảm nhận chính trong cái việc nấu nướng đó? Và ở trong cái bữa cơm đó thì có đầy đủ, thường là có đầy đủ các thành viên trong gia đình hay không? Hay là thường hay thiếu vắng ai? Thì các bạn phải miêu tả cụ thể chi tiết ra, được chưa? Vậy thì các bạn chú ý cho cô tả bữa cơm sum họp của gia đình. Đầu tiên đó là gì? Gia đình em thường dùng bữa cơm tối vào lúc 19 giờ. Bữa cơm gồm đầy đủ các thành viên trong gia đình quây quần bên chiếc bàn ăn nhỏ. Và mẹ là thường nấu rất là nhiều món ăn vào buổi tối, mọi người thì ăn rất ngon miệng. Vậy đây là những cái ý chính, để từ những cái ý chính này, lát nữa cô sẽ hướng dẫn các bạn viết thành đoạn văn cụ thể đối với lại cái phần thứ hai, tả cảnh sum họp của bữa cơm gia đình. Xong rồi đúng không? Vậy thì ở đây, từ những cái phần cô gợi ý này, thì chúng ta có thể viết thành một đoạn văn như sau. Các bạn chú ý chép đoạn văn mẫu vào để biết cách để viết nhá. Nhà em hoặc là gia đình em thường ăn cơm vào lúc 7 giờ tối. Cả nhà quây quần bên chiếc bàn nhỏ ở giữa căn bếp. Mọi người ăn rất ngon miệng và vui vẻ. Mẹ là người đầu bếp tài ba của gia đình. Mẹ nấu ăn rất ngon và khéo léo, nhanh gọn. Ba bố con chỉ dọn dẹp rồi tắm rửa xong là đã có một bàn ăn thịnh soạn. Mẹ em nói dù có mệt mỏi hay bận rộn đến đâu thì bữa cơm gia đình vẫn phải chu toàn, tươm tất, phải thực sự ngon miệng mới xua tan được những cái mệt mỏi, muộn phiền sau một ngày dài, giống như được tiếp sức, được nạp thêm năng lượng khi đã cạn kiệt sau một ngày làm việc, học tập. Đó là cái phần ví dụ, viết một đoạn mẫu về cái phần đó là tả chi tiết cái cảnh sum họp của gia đình, đúng không nào? Có hình ảnh cả nhà ăn cơm vào lúc 7 giờ này, hình ảnh cả nhà quây quần bên một chiếc bàn ăn nhỏ đặt ở trong bếp, và hình ảnh ở đây các bạn có thể miêu tả cụ thể thêm, có thể kể ra những cái món ăn mà mẹ nấu ở đây gồm có món gì, cá kho này, canh rau này, hay là thịt luộc, hay là trứng, hay là gì đó, thì các bạn có thể kể chi tiết ra những cái món ăn trước khi các bạn nhận xét đó là mẹ là người đầu bếp tài ba trong gia đình với nấu rất là nhiều những món ngon, đúng không nào? Đúng chưa? Rồi còn ba bố con thì làm gì? Có thể là phụ mẹ bê đồ ăn lên bàn này, sau đó thì là phụ mẹ trang trí, phụ mẹ lấy bát sắp xếp chỗ ngồi chẳng hạn. Thì các bạn có thể miêu tả một cách cụ thể chi tiết hơn. Còn đây là cái phần miêu tả ví dụ của cô, các bạn viết vào để tham khảo. Rồi, vậy thì ở trong phần thân bài các bạn đã vừa mới đi miêu tả cái không khí chung rồi đúng không nào? Và miêu tả chi tiết rồi đúng chưa? Vậy thì còn một phần nữa, đó chính là miêu tả cái cảnh sau bữa ăn cơm của gia đình, được chưa? Vậy thì sau cái bữa ăn cơm của gia đình thì các thành viên ở trong nhà thường làm gì? Thường có những cái hoạt động như thế nào? Thì có thể là gì? À, sau ăn cơm thì cả gia đình quây quần lại để ăn trái cây chẳng hạn, hoặc là uống nước chẳng hạn, hay là trò chuyện tiếp chẳng hạn, hay là bố em hỏi em những cái chuyện gì đó, mẹ em hỏi em về các việc học tập ở trên trường như thế nào, tình hình kết quả học tập ra sao, con có muốn chia sẻ cái gì không chẳng hạn. Thì đó là những cái câu chuyện phía sau cái bữa cơm của gia đình này. Vậy thì trong ở phần này các bạn có thể ghi và triển khai cho cô từ những cái ý chính sau, đó là gì? Mọi người cùng ăn bánh kẹo này, hoa quả, tráng miệng và xem tivi chẳng hạn. Rồi là mọi người hỏi thăm nhau và kể cho nhau nghe về một ngày đã trôi qua như thế nào. Rồi là cái không khí đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc của gia đình em ra sao. Đó là những cái phần mà các bạn cần phải làm được đối với lại cái phần thứ ba trong phần thân bài, đó là một cái bữa cơm gia đình. À, sau cái bữa cơm gia đình có những cái hoạt động gì, có những câu chuyện gì các bạn cần phải nói được tiếp. Rồi, vậy thì từ những cái ý chính này cô vừa mới hướng dẫn xong rồi đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ triển khai nó, cô sẽ hướng dẫn để các bạn triển khai từ những cái ý chính này thành một đoạn văn như miêu tả như thế nào. Các bạn chú ý tiếp cho cô và ghi vào. Sau bữa cơm, dọn dẹp xong, cả gia đình em lại ngồi lại bên chiếc bàn uống nước trong phòng khách. Những bộ ấm chén trà mới tinh được đặt bên cạnh những đĩa hoa quả.
Quả thực là hạnh phúc vô cùng. Bố ngồi hỏi xem em chuyện học hành như thế nào, có cần bố giúp đỡ chuyện gì hay không. Những lúc như thế này trong lòng em lại dâng lên một niềm xúc động. Bố bảo con gái thì cần chú ý vào chuyện học hành sao cho sau này được thành đạt. Em trai của em lúc này cũng ngoan ngoãn ngồi lắng nghe những gì mà bố nói. À, đó là một cái phần, trong cái phần chi tiết đó là cái câu chuyện của gia đình sau cái bữa ăn cơm, được chưa nào? Tiếp tục các bạn ghi cho cô. Rồi, vậy thì đối với bài văn miêu tả cảnh sinh hoạt gia đình sum họp vào một buổi tối này, thì trong phần kết bài các bạn cần nói được cái cảm nghĩ của em sau một cái buổi sinh hoạt gia đình như vậy là gì? Được chưa? Chỉ cần nói được đó là gì? Sau mỗi cái buổi sinh hoạt như vậy, sau mỗi buổi tối được sum vầy, được đầm ấm bên gia đình như thế thì nó mang lại cho em những cái cảm xúc gì, cái cảm nghĩ gì, thì đó chính là cái kết bài. Vậy thì đối với cái phần kết bài này các bạn có thể viết đó là gì? À, đối với gia đình em hoặc là đối với em thì gia đình là điều quan trọng nhất, không có gì có thể thay thế được. Và em luôn trân trọng những cái bữa cơm sinh hoạt gia đình như vậy, những cái giây phút quây quần bên người thân yêu, bên bố mẹ, bên anh chị em, ông bà nội ngoại, thì đó là tùy theo mỗi cái hoàn cảnh của mỗi gia đình, tùy theo cái số lượng thành viên ở trong gia đình thì các bạn có thể linh động để thay đổi nó, để sửa cho thành một cái bài văn hoàn chỉnh của mình, nghe chưa? Rồi, ghi